Chào mọi người, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với bài Kickback with Arm Tuck, là bài tập tác động đến phần cơ core, bao gồm phần cơ bụng, cơ lưng, cơ mông. Ngoài ra còn tăng khả năng giữ thăng bằng cho cơ thể. Lưu ý của bài này là tay và chân thẳng và vuông góc với sàn. Khi co người, các bạn cố gắng là đưa phần khuỷu tay và phần đầu gối lại gần nhau. Lỗi thường gặp phải trong bài này là các bạn không gồng chặt phần cơ core, khiến cơ thể không được vững, dễ bị ngã. Đồng thời các bạn không đưa tay và chân lại gần nhau trong quá trình tập luyện.